I think Chipu really has a beautiful eyes. So before I started acting, like before I just started filming this movie, I wasn't really good at, you know, contacting eyes with some other people, but Chipu kind of opened my heart, helped me out, you know, like looking in her eyes, made me really feel comfortable, made me feel like a friend. It was a beautiful time. 그리고 한국 배우랑, I'm sorry, speaking Korean now. 한국 배우랑, 이제 베트남 배우랑 다른 점은 제가 뭐 아직까지는 그렇게 연기 경험이 많지 않아서 그게 큰 차이점은 뭔지는 모르겠어요. 아무래도 뭐 가장 크다면 언어겠죠. 근데 연기를 할 때는 아무래도 감정이 많이 나오니까 그런 거에 어느새 신경 쓰지 않고 그냥 그 사람 얼굴과 몸짓과 행동을 보면서 되게 마음과 마음이 오갔던 그런 시간들이었던 것 같습니다. Vâng, phải nói là Chibu là một cô gái trẻ rất là năng động và cái lối diễn xuất của Chibu thì cũng giống cũng rất là chuyên nghiệp bởi vì cái gọi là eyes contact tức là từ ánh mắt hay là những biểu cảm của Chibu thì tôi cảm thấy là cô ấy có một cái lối diễn nói chung rất là trẻ trung. Và thứ hai nữa thì thực sự luôn thì các bạn biết là tôi xuất thân từ một ca sĩ rapper cho nên là tôi cũng không có đóng phim với lại diễn viên nữ Hàn Quốc. Tuy nhiên thì thực sự luôn thì tôi cảm nhận điều chắc có lẽ là không có sự khác biệt nhiều bởi vì qua hành động, qua ánh mắt, qua nụ cười, qua biểu cảm thì có thể tìm được cái lối diễn chung trong lúc hợp tác với nhau. 그리고 두 번째 질문인데요. 고 제작사 대표님. 저기 그 보통 베트남 시청자들이 그 설날에 아주 웃기고 재미있는 그런 현지 나라 현지에서 제작되는 그 영화 많이 보는데 이번에는 처음으로 설날 기간 베트남에는 진 큰 명절이 설날이잖아요. 설날 기간에 이런 그 영화를 개봉하는데 어떤 그 부담스러운 그런 느낌이 있으시는지. 엄청 어려운 질문인데요. Đây là câu hỏi của chị, câu hỏi thứ hai thì cũng là thú vị. 그, 이게 사실은 그 저희가 이제 그 개봉 일정을 조율을 좀 했었는데